Căn cứ kế hoạch số 5395 KHBCT ngày 24 tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020 như sau. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức: 1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Tuổi đời đủ 18 trở lên. Có đơn dự tuyển có lý lịch rõ ràng. Có văn bằng chứng chỉ phù hợp. Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 2. Người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, hình thức xét tuyển. 3. Người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển. 4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: không cư trú tại Việt Nam, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Thông tin đầy đủ về điều kiện tuyển dụng được tải trên trang web moit.gov.vn của Bộ Công Thương.